Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập buổi tập cuối cùng trước khi huấn luyện Philippe Thuyết tiến hành công bố danh sách 28 cầu thủ thi đấu đội tuyển Việt Nam sang Indonesia để thi đấu. Và chúng ta sẽ biết được rằng là thông tin của tiền đạo Nguyễn Công Phượng như thế nào. Hôm nay Công Phượng đã không góp mặt và có thể theo một số thông tin thì Công Phượng đã bị tái phát chấn thương cổ chân. Chúng ta sẽ cùng nín thở để xem Công Phượng có kịp bình phục chấn thương để cùng đội tuyển Việt Nam sang Indonesia không nhé. Còn bây giờ là những bài tập liên quan đến trượt chuyên môn rất quan trọng của tuyển Việt Nam hướng đến việc chuẩn bị cho Indonesia. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại buổi tập áp chót hướng đến một bản danh sách của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đang có tổng cộng là 32 cầu thủ trên sân, một cầu thủ vắng mặt là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Công Phượng hiện tại thì đã bị tái phát chấn thương cổ chân và chấn thương này gặp phải khi mà bạn ý đang ở Yokohama FC, thì trong buổi tập gần đây thì bạn ý bị đau và đội tuyển Việt Nam đã quyết định là để tạo điều kiện cho Công Phượng nghỉ một hôm. Hiện tại trên danh sách là chúng ta có 32 người và theo dự kiến thì vào tối mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ công bố danh sách 28 cầu thủ sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia thuộc lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup năm 2026 khu vực châu Á, diễn ra vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno. Thực tế mà nói thì việc nói là loại cầu thủ thì không chính xác lắm, bởi vì mỗi một trận đấu thì Philippe Thuyết sẽ có thể có những danh sách nhất định của mình, và năm cầu thủ mà ở lại Hà Nội chưa chắc là những cầu thủ sẽ không tham gia ở trận đấu mà Việt Nam gặp với Indonesia vào ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Một yếu tố nữa là trong số 28 cầu thủ này thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không sử dụng tất cả, mà sẽ có 5 cầu thủ cũng sẽ không tham gia ở trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia. Huấn luyện viên Thuyết quyết định là mang 28 người để có những đề phòng, những bất chắc cũng như là đánh giá một lần nữa với những cầu thủ trước khi rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ thi đấu ở trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại sân Bung Karno. Cho đến hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không thể có sự góp mặt của trường hợp của Khuất Văn Khang trong chuyến làm khách trên sân ở Indonesia, vì Văn Khang thì cũng đã dính một cái thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng của vòng chung kết Asian Cup năm 2023 khi mà bạn ấy nhận hai thẻ vàng khi Việt Nam đối với Iraq. Và theo quy định của FIFA và AFC thì trận đấu kế tiếp chính thức sau đó thì sẽ không được góp mặt. Và Văn Khang, một cầu thủ đang di chuyển, đang ở phía chúng ta mặc áo cam vừa rồi, thì Khang sẽ không góp mặt ở trận đấu đội tuyển Việt Nam đấu với cả Indonesia. Chúng ta đang thấy là một cái sự di chuyển một hành nhóm 5 người theo một trục hàng ngang và sẽ di chuyển đồng bộ và theo một góc độ hơi thân hơi nghiêng. Và đây cũng là một cái bài tập tính cơ bản, có thể là trong vai trò là bài tập phòng ngự. Và đây là một sự phòng ngự có tính đồng đều, một cái đồng bộ để tránh trường hợp có thể bắt bẫy việt vị hoặc là tham gia mà bóc lót cho nhau hoặc là bẫy việt vị đối phương. Chúng ta nhìn thấy rằng là các trợ lý và ông Philippe Thuyết thì thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ là xem line, tức là xem cái hàng của mình xem đã di chuyển đồng đều, đồng bộ hay chưa, và cùng dâng lên và cùng dâng xuống. Ở trận đấu mà Việt Nam đối với Indonesia tại vòng chung kết Asian Cup thì thực sự mà nói thì chúng ta đã để gặp đối phương gây sức ép liên tục, và chúng ta đã không có một sự đồng bộ trong hệ thống 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam, và khi đó thì chúng ta đã để mất tuyến giữa. Rất có thể ở đây là một cách để chúng ta còn tập luyện. Chúng ta nhìn thấy chia nhóm các cầu thủ thì có một cái sự phân bổ khá là sát nhau về mặt vị trí. Ví dụ như vị trí cho nhóm vừa rồi với di chuyển, chúng ta thấy có Hồ Tấn Tài, có Nguyễn Đức Chiến, có Nguyễn Hải Long, có Hồ Tấn Tài, đây là những cầu thủ thiên về mặt trận tiền vệ trung tâm và phòng ngự. Ok, như vậy là sau bài tập liên quan đến pressing và di chuyển theo hàng thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thả lỏng nhẹ nhàng bằng việc là thực hiện tình huống chuyền bóng. Vẫn là một đặc sản quen thuộc thôi. Đội tuyển Việt Nam với ông Philippe Thuyết sẽ chia 3 nhóm. Một nhóm áp bức xanh lá cây, một nhóm áp bức xanh lá trời và nhóm áp bức màu cam. Chúng ta cũng nhìn thấy hôm nay trời tương đối là vừa vải, hơi âm u một tí nhưng mà cũng không phải là quá lạnh hay là gì cả, mưa. Nên là chúng ta nghĩ là một điều kiện thời tiết nó cũng sẽ hơi gần rồi, giống ở Indonesia rồi. Ok, video này xin khép lại tại đây. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp. Bye bye. Câu hỏi với Bùi Hoàng Nguyễn Anh của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bắt đầu đấy. On đi, để on đi. On.
người đặt câu hỏi đi. Anh phải chia sẻ về cái trận thương của mình hiện tại. Hiện tại thì trận thương của anh em đến là thấy ok. Bên anh đánh giá nào về cái trận đấu tới gặp Indonesia khi mà hàng thủ chúng ta phải đối mặt với những nhiều cầu thủ nhập tịch của Indonesia? Như mọi người đã biết thì hai trận đấu tới là hai trận đấu quyết định để tấm vé đi tiếp vào lại World Cup. Thì đối bản thân em thì bản thân em cũng như toàn đội đều biết được rằng đấy là trận đấu cần phải ít nhất một trận hòa được đi và chiến thắng được về, cho nên là đội cũng rất là tập trung và cố hết sức để chiến thắng. Huấn luyện viên Chu Jie thì có lưu ý gì cho hàng thủ của chúng ta khi mà sắp tới gặp Indonesia hay không, và ông có những giải pháp gì cho trận đấu sắp tới? Trước mọi trận đấu chuyển mạnh như Indo và nước có rất nhiều cầu thủ tập tịch thì bọn em tập trung vào giữ lối chơi của mình và làm thế nào để mình có thể triển khai tốt nhất cái lối chơi mà toàn đội đã đề ra. Trong cái trận đua tại Asian Cup vừa rồi thì đâu là điều mà mình rút kinh nghiệm nhiều nhất trước thời điểm sắp tới diễn ra? Điều mà bọn em sẽ rút kinh nghiệm đó là sẽ cẩn thận để những cái lỗi nhỏ lặt vặt xảy ra và tập trung các chiêu từng cơ hội mình có được. Hiện tại Tuấn Anh đánh giá đối thủ Indonesia ở ngang tầm mình hay là trên tầm? Tôn trọng mọi đối thủ. Em nghĩ là khi ra sân thì tất cả đối thủ mình đều tôn trọng, mình sẽ cố gắng thi đấu hết sức của bản thân mình và những đội bóng. Em đánh giá như thế nào về khả năng ghi bàn của đội tuyển Việt Nam ở những tình huống cố định? Em nghĩ là không phải là riêng cố định đâu, mà tất cả các tình huống xảy ra trận đấu mà bất kỳ thế nào có cơ hội thì cả đội sẽ phải cố gắng tận dụng những cơ hội thì đòi hỏi nhất. Các anh nhấn đâu vào cái điểm mạnh nhất của đội tuyển chúng tôi thời điểm? Em nghĩ là điều mạnh nhất của đội tôi là rất nhiều cầu thủ nhiệt tình. Nhưng mà cũng có rất nhiều điểm yếu thì người ta rất là thích thi đấu với nhau. Ngoài điểm yếu họ ít thi đấu với nhau thì còn những điểm. Theo em đánh giá thì em chỉ nhìn những điểm yếu đấy, còn khi vào trận thì anh em sẽ để ý và sẽ tìm những cái điểm yếu. Thế theo lối chơi tuyệt xả của Indo có phải là điều mình phải lưu ý không? Em nghĩ là bóng đá có trọng tài thì người ta chơi tuyệt xảo thì trọng tài sẽ không thể vượt qua những điều đấy. Thưa Việt Anh thì đâu là điều mà chúng ta tự tin nhất trong cái hành trang mà sang Indo sắp tới? Em nghĩ là sức mạnh tập thể, vì bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào khi khoác trên mình một bộ sắc áo thì sẽ đều cố gắng phát huy hết tất cả những cái điểm mạnh của mình để thì đấy là niềm tự hào dân tộc. Một thông điệp mà Việt Anh gửi đến những cổ động viên Việt Nam trước trận gặp Indonesia. Trước mắt là hai trận đấu rất là khó khăn của đội tuyển, và cá nhân em hy vọng là người hâm mộ cũng như là tất cả những người bóng đá sẽ đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong hai trận đấu sắp tới. Sắp tới làm khách ở một căn lô thì chúng ta khán giả rất là lớn. Anh nghĩ là đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì đối mặt với những nhiều khán giả như thế thì cũng là động lực để bọn em thi đấu tốt hơn, không gặp nhiều áp lực. Ok nhỉ? Có gì không? Ok. Cảm ơn em.